Sau đây là kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 19 tháng 4 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 1. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 6, 7. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9654, 5774, 5762. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 0659. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87482, 57835, 32409, 85068, 70706, 29152, 72005. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 74256, 31489. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 62100. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 38926. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 538064. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 538064.